Vâng, thưa quý vị và các bạn, khách mời của chương trình Thách thức ngôi sao ngày hôm nay chính là vận động viên bóng đá nghệ thuật Đỗ Kim Phúc. Xin chào Đỗ Kim Phúc. Trước hết thì thay mặt chương trình tôi xin gửi một lời chúc đến Phúc. Theo như tôi được biết thì Phúc và vợ vừa sinh một cháu gái đúng không? Và tôi xin chúc là Phúc và gia đình luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc giống như tên của Phúc vậy. Thế thì bây giờ xin phép Phúc có thể có đôi lời giới thiệu bản thân mình được không? Xin chào các bạn, mình tên là Đỗ Kim Phúc và mình sinh năm 1989. Mình đã chơi bóng đá nghệ thuật được khoảng hơn 10 năm rồi. Thế thì trong cái quá trình mà chơi bóng đá nghệ thuật thì Phúc đã đạt những cái thành tựu nào? Theo tôi biết là rất nhiều, nhưng mà Phúc có thể điểm mặt những cái thành tựu lớn nhất của mình được không? Niềm vui nhất của mình đó là năm 2010, khi mà mình tham gia một cuộc thi online trên mạng toàn thế giới thì mình đã giành giải nhất thế giới trong hạng mục sáng tạo. Và được tặng mấy bộ đồ thể thao và các thứ. Cảm giác lúc đấy rất là sung sướng khi lần đầu tiên mình có đạt một cái vinh quang như thế. Sau đó đến năm 2013 thì mình đã tham gia cuộc thi bóng đá nghệ thuật châu Á và rất vinh dự được giành giải nhất. Sau đó đến 2014 thì mình lại tham gia một cuộc thi và được sang Old Trafford vào đầu năm vào tháng 3. Và sau đó đến khoảng tháng 12 thì mình lại thắng một cuộc thi nữa của Pepsi và được sang Real Madrid gặp Sergio Ramos. Tức là gần như ngay lập tức mình vừa sang Old Trafford đúng không? Vừa sang Bernabeu đúng không? Đấy là rõ ràng là niềm mơ ước của rất nhiều fan bóng đá. Thế thì không biết là trở về cái thời điểm đầu tiên ấy, khi mà Phúc bắt đầu tập luyện thì phải mất bao lâu Phúc mới có được cái kỹ năng ưng ý đầu tiên của mình, và đấy là cái kỹ năng gì? Thật ra ngày đầu tiên em tập thì em không biết môn này là môn gì đâu. Chẳng qua tôi chỉ nghe bạn bè kể là hồi đấy có Hồng Sơn đi thi Pepsi tâng bóng các thứ thì thấy hay thì thấy giữ gáy trên bóng trên gáy như Beckham. Thế là lúc ấy bọn trẻ con cả biết gì, buổi chiều ra tập với nhau, thế là tự nhiên cứ tập tung lên rồi đỡ. Xong khoảng một tháng trời tập luyện em đã làm động tác bóng trên gáy. Thế thì có lẽ là chúng ta cũng phải ca ngợi anh Hồng Sơn một chút đúng không? Nhờ có anh Hồng Sơn mà chúng ta có Đỗ Kim Phúc bây giờ. Vì tôi nghĩ thực ra thì bộ môn này nó cũng cần rất là nhiều tố chất. Chắc là cũng phải có rất rất nhiều em bé cũng đã bắt đầu như Phúc và chọn được một người như Phúc làm người nổi tiếng bây giờ. Thế thì bây giờ thì tôi cũng đã chuẩn bị rất là nhiều cái tình huống khó đây rồi. Thực ra thì tôi thấy khó rồi, tôi cũng không biết là nó khó với Phúc không. Hy vọng là sẽ có cái tình huống nào mà Phúc chưa tập luyện qua thì tôi sẽ làm khó được Phúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn.
Anh thấy hôm nay Phúc ướt hết mồ hôi đấy, trời thì nóng mà Phúc thì cũng phải làm nhiều nữa đúng không? Thì các cái thách thức của anh ngày hôm nay cũng có rất là nhiều thách thức anh thấy là khó thì Phúc lại làm rất là dễ, và một số cái thách thức thì Phúc cũng gặp khó khăn nữa. Thì không biết là Phúc nghĩ thế nào về cái thách thức của thách thức ngôi sao ngày hôm nay? Những thách đưa ra rất là hay, rất tuyệt vời. Có một số cái em chưa tập thử bao giờ nên là khi mình làm cũng có một chút bỡ ngỡ, nhưng mà nó là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Bình thường ấy thì những cái vận động viên đá bóng thì họ chấn thương rất là nhiều đúng không? Trong tập luyện, thậm chí gần đây còn có anh ấy còn qua đời ở bên Trung Quốc nữa. Đấy, thì với chúng ta là những cái vận động viên bóng đá nghệ thuật thì sao? Các bạn tập luyện cũng như là khi các bạn biểu diễn thì nó có cái chấn thương gì hay không? Thật ra bộ môn này chấn thương thì nó nhẹ rất là nhiều. Chỉ trừ khi những bạn nào mà thích tập động tác khó như kiểu nhào lộn các thứ thì có thể nguy hiểm, chứ còn đâu nếu tập bình thường thì cùng lắm chỉ bị bong gân hoặc là gì đấy thôi. Những cái cầu thủ bóng đá bình thường ấy, thì chúng ta cũng biết qua thu nhập của bao nhiêu rồi, ví dụ như ở Việt Nam thì thu nhập của họ có thể từ 20 triệu đổ lên đúng không, từ ở nước ngoài thì hàng trăm nghìn bảng, hàng chục đến hàng trăm nghìn bảng. Còn với những cái vận động viên bóng đá nghệ thuật như Phúc thì sao? Phúc có lẽ là bây giờ đã là cây cao bóng cả ở Việt Nam rồi, thế thì với các bạn thì cái nguồn thu nhập từ chính cái bộ môn này nó đến như thế nào, và có thể chia sẻ là nó rơi vào khoảng bao nhiêu được không? Thật ra những ngày đầu thì nó rất vui thôi, bọn em cả nhóm đi diễn ngoài đường hay là diễn ngoài đấy nó chỉ được vài trăm nghìn, nhưng mà cảm giác lúc đầu tiên nó rất là vui, rất là thú vị. Xong rồi về sau khi mà mình bắt đầu có tiếng thì mình đi biểu diễn thì có nhiều tiền hơn, vài triệu cho một lần biểu diễn, hay là có thể thậm chí là vài chục triệu cho một lần quay clip gì đó. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là cái bộ môn này nó vẫn là một cái niềm đam mê là chính. Còn đâu vậy, nếu mà để mà sống được cái bộ môn này rất khó, không phải là ai cũng có thể làm được. Những bạn trẻ mà muốn để mà ví dụ như một tháng kiếm được 40-50 triệu để mà sống được bộ môn này là rất là khó, không thể. Thật ra là ví dụ như là bản thân em chia sẻ có thể một tháng em có thể kiếm được 50-100 triệu, nhưng mà cái đấy vấn đề đấy là do em có thể làm ngoài chơi bóng này, em còn có làm một số cái mảng khác nữa, chứ không thể là ví dụ như là bảo đi tâng bóng không mà 50 triệu một tháng là điều rất là khó. Thế thì bây giờ là Phúc cũng đã làm những mảng khác rồi. Thế cái bộ môn này thì cái tuổi thọ của nó có cao không? Thông thường thì mọi người có thể giữ vững được phong độ của mình đến bao nhiêu? Thật ra bộ môn này thì nó không giới hạn độ tuổi, tại vì có một ông vô địch thế giới, năm nay ông ấy 50 tuổi ông vẫn đi biểu diễn hàng ngày thường xuyên, tại vì nó rất nhẹ nhàng, nó rất là như kiểu là mình chơi thể thao đơn giản và biểu diễn rất nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là mất công mất sức như là mình chạy ngoài sân bóng để mà ấy thì nó khác. Thế thì có lẽ là Phúc cũng đang hướng tới cái như vậy đúng không? Vâng. Vâng, thế thì cảm ơn Phúc, rất cảm ơn Phúc hôm nay đã có những cái chương trình biểu diễn rất là hay dành cho độc giả của Thách Thức Ngôi Sao.